Trên trang cá nhân, thủ môn Hồ Văn Ý đã chia sẻ với người hâm mộ một bài tập đặc biệt tại nhà. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, thủ môn Hồ Văn Ý sẽ phải cản phá những cú sút giả lập cũng như gạt bỏ chướng ngại vật xuất hiện. Có thể thấy, bài tập này khiến thủ thành 24 tuổi phải rất vất vả để giành được điểm số cao. Dù tập ở nhà, nhưng Hồ Văn Ý đã phải đổ mồ hôi rất nhiều sau những lần thực hiện. Đây là một trong những bài tập hỗ trợ phản xạ được Hồ Văn Ý luyện tập rất nhiều trong thời gian tại Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Chính quá trình tập luyện không ngừng nghỉ đã giúp thủ thành số 1 của đội tuyển Futsal Việt Nam có được màn trình diễn ấn tượng tại World Cup Futsal năm nay. Những pha cứu thua ngoạn mục của Hồ Văn Ý đóng góp không nhỏ vào thành tích giành quyền vào vòng 1/8 của đội tuyển Futsal Việt Nam. Những lần cản phá xuất sắc của Hồ Văn Ý đôi lúc có giá trị ngang với những bàn thắng. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc là phần thưởng xứng đáng dành cho thủ thành trẻ tuổi. Anh đã đáp lại tình cảm của người hâm mộ Futsal Việt Nam. Em cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi là con người Việt Nam. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Đó là động lực để cho em và đồng đội thi đấu. Ở trận đấu tới, thử thách với Hồ Văn Ý sẽ còn lớn hơn rất nhiều đến từ các chân sút của đội tuyển Futsal Nga. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng thủ môn Hồ Văn Ý và các đồng đội vẫn sẽ vào trận với nỗ lực và tinh thần tốt nhất.